25 mẫu bình giữ nhiệt Tiger Nhật Bản được ưa chuộng nhất 2023. Bình giữ nhiệt Tiger của nước nào? Bình giữ nhiệt Tiger là một sản phẩm của tập đoàn Tiger, thương hiệu đến từ Nhật Bản. Được thành lập vào năm 1923 tại Osaka, Nhật Bản, Tiger là nhãn hiệu đi đầu trong ứng dụng công nghệ cách nhiệt chân không vào hàng loạt sản phẩm gia dụng. Luôn đi theo mục tiêu cải thiện chất lượng cuộc sống thông qua việc sáng tạo các sản phẩm tiện dụng. Tiger đã sử dụng các công nghệ hiện đại nhất để sản xuất ra các sản phẩm đồ gia dụng phục vụ cho cuộc sống tiện nghi của mọi gia đình. Các sản phẩm thuộc nhãn hiệu Tiger luôn được các khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã sang trọng và phong cách, được tin dùng trong các nhà hàng, khách sạn lớn trên thế giới. Cách nhận biết bình giữ nhiệt Tiger hàng phép, sự tiện lợi và đa dạng chủng loại, giá cả của bình giữ nhiệt trên thị trường thu hút các đơn vị kinh doanh đẩy mạnh phân phối sản phẩm này tuy nhiên một số gian thương nhân cơ hội này mà cung cấp bình giữ nhiệt phết kém chất lượng cho khách hàng điều này gây ảnh hưởng lớn đến các cơ sở uy tín cũng như tác động tiêu cực đến hành vi mua hàng của khách bình giữ nhiệt tiger vốn là thương hiệu nổi tiếng tại nhật bản vì vậy việc lợi dụng danh tiếng của sản phẩm để trục lợi là có xảy ra nếu bạn là người bán có dự định tìm nguồn hàng bình giữ nhiệt Tiger hoặc đơn thuần bạn chỉ là người mua thì hãy lưu ý một số cách nhận biết bình giữ nhiệt Tiger hàng phết sau nhé. Dùng viên bi nam châm thử, loại nào hết mạnh là pha sắc nhiều, chất lượng kém, rất mau bị gỉ. Mua hàng có tem, nhãn của nhà sản xuất. Bình giữ nhiệt Tiger chất lượng có túi chống ẩm ở trong bình nhưng hầu hết bình giữ nhiệt hàng phết thì không bình giữ nhiệt hàng phết có trọng lượng nhẹ hơn nhiều và bên trong bình không có túi chống ẩm như các loại khác, mùi hắc khó chịu. Giá bình giữ nhiệt hàng phết thường rẻ hơn gấp đôi so với giá niêm yết của sản phẩm thực. Bên cạnh đó, loại bình kém chất lượng có dáng thanh gọn và mẫu mã bắt mắt hơn so với các loại bình khác. Inox e dùng cho nấu ăn nên chọn loại có ký hiệu 304, Inox e dùng cho các sản phẩm không cần đun nấu chọn loại 430. Khi mua hàng yêu cầu người bán giới thiệu đúng chủng loại. Loại có 2-3 lớp đáy rất dày khi búng tay vào đáy không có âm vang, còn loại mỏng một đáy sẽ tạo âm thanh vang hơn. Một số nhà sản xuất làm hàng inox mỏng nhưng lại tạo một lớp xi si mạ ở đáy nhằm hãm thanh. Loại này rất dễ phát hiện ở chỗ dù không có âm thanh nhưng cầm lên thấy sản phẩm nhẹ tay hơn so với loại bình thường. Sản phẩm tốt được đúc liền một khối, không có bất cứ gờ mối nối hay giáp mí nào những sản phẩm inox, e hàng điểm, để lại vết cháy tạo thành chấm ở chỗ nối tay cầm hoặc giáp mí. Loại bình có lõi bên trong cùng chất liệu với vỏ thường đựng được nước nóng 100 độ, nhưng chỉ giữ nhiệt được 8, 24 giờ, nóng, lạnh. Loại bên trong phủ một lớp silicon có chức năng giữ nhiệt tốt hơn, có thể giữ đá đến 48 giờ, nhưng chỉ sử dụng cho nước nóng dưới 70 độ C. Bình giữ nhiệt Tiger có tốt không? Để có thể nhận biết bình giữ nhiệt Tiger có tốt không? Bình giữ nhiệt Tiger là sản phẩm uy tín tại Nhật Bản nên được người dùng đánh giá cao về chất lượng. Bạn có thể tham khảo một số tiêu chí đánh giá sản phẩm từ người dùng về sản phẩm để có cái nhìn khách quan hơn nhé. 1. Về mẫu mã sản phẩm. Tiger là thương hiệu bình thủy điện cao cấp nên được thiết kế sang trọng. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số người dùng thì họ chưa mấy hài lòng về kiểu dáng thiết kế bình giữ nhiệt Tiger. Nếu chọn mua Tiger dựa vào mẫu mã thì các hãng bình giữ nhiệt từ châu Âu có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp thiết kế bình giữ nhiệt Tiger khi nó có tới 8 model được bày bán tại Việt Nam. Ngoài ra, Tiger luôn tập trung chú trọng phát triển sự tiện lợi trong quá trình trải nghiệm sản phẩm dành cho khách hàng. Vì thế có thể đánh giá rằng, bình giữ nhiệt Tiger có sự cạnh tranh về mẫu mã và sự đa dạng sản phẩm với các hãng kinh doanh cùng mặt hàng khác. 2. Về độ bền, chất lượng. Là dòng sản phẩm nằm ở phân khúc cao cấp nên bình giữ nhiệt Tiger được đánh giá cao về độ bền và chất lượng. Bên cạnh đó, sản phẩm sử dụng công nghệ Nhật Bản nổi tiếng với đồ gia dụng bền nên bình giữ nhiệt Tiger càng khẳng định được vị trí của mình trong lòng khách hàng nói riêng cũng như thị trường nói chung. Thậm chí nếu đem so sánh về độ bền và chất lượng với các thương hiệu lớn khác như Panasonic hay Sharp thì Tiger cũng không hề kém cạnh ba về tính năng hữu ích bình giữ nhiệt tiger được trang bị đầy đủ các tính năng thông dụng không chỉ vậy tiger còn bổ sung các chức năng đặc biệt khác ghi điểm tốt với khách hàng đó là chế độ tùy biến và chế độ ve giúp tiết kiệm điện năng tối đa điều này giúp tăng thời gian sử dụng sản phẩm tiết kiệm thời gian sạc và chi phí tiền điện cho người sử dụng việc duy trì lượng điện trong một thời gian sử dụng lâu dài còn làm tăng tuổi thọ của sản phẩm giúp bạn tiết kiệm chi phí mua sắm có thể đánh giá rằng, bình giữ nhiệt Tiger là sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo. 4. Về giá thành. Bình giữ nhiệt Tiger có giá thành từ 300k, 700k, tùy mỗi dung tích khác nhau. Ở phân khúc cao cấp nên mức giá này có thể nói là tương đối cao. Bù lại chất lượng sản phẩm rất tốt khiến người tiêu dùng vô cùng yên tâm khi sử dụng. Đặc điểm nổi bật của bình giữ nhiệt Tiger bình giữ nhiệt Tiger mang những đặc trưng nổi bật riêng khiến khách hàng thích thú và tin dùng. Một số ưu điểm vượt trội mà sản phẩm mang lại bao gồm. Sản phẩm bình giữ nhiệt Tiger có kiểu dáng sang trọng, gọn nhẹ, tiện lợi, dễ dàng bỏ trong ba lô, túi sách. Thiết kế miệng rộng dễ dàng bỏ đá viên cũng như uống trực tiếp và vệ sinh. Rửa được dưới vòi nước. Các bình nước Tiger được áp dụng công nghệ mới nhất. Điển hình như công nghệ Super Clean Plus chống bám bẩn và khử mùi, đáy bình được làm bằng nhựa chống trượt. Thiết kế tiện dụng, bạn chỉ cần ấn nhẹ phần nắp có thể dễ dàng rót nước từ bình ra ly. Thiết kế này giúp việc sử dụng bình trở nên an toàn hơn và giữ nguyên được hương vị của thức uống. Bình có kiểu dáng hiện đại cùng màu sắc đẹp mắt, góp phần tăng thêm sự sang trọng nổi bật cho không gian bếp gia đình bạn. Được sản xuất từ chất liệu thép không gỉ, không chứa các thành phần gây hại cho sức khỏe. Bình giữ nhiệt Tiger giúp bạn yên tâm trong quá trình sử dụng. Công dụng của bình giữ nhiệt Tiger. Bình giữ nhiệt Tiger có nhiều kiểu dáng, kích cỡ và dung tích đa dạng, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng của người dùng. 1. Đựng nước. Cũng giống như các loại bình khác, bạn có thể sử dụng bình giữ nhiệt như một vật dụng đựng nước, đồ uống. 2. Giữ nhiệt. Đúng như tên gọi của sản phẩm, Chức năng chính của bình giữ nhiệt là giữ cho nhiệt độ của nước gần với lúc ban đầu sau một khoảng thời gian nhất định. Thông thường, bình giữ nhiệt có khả năng giữ được nhiệt nước trong khoảng thời gian từ 6-8 giờ. Với những bình giữ nhiệt chất lượng có thể giữ nhiệt được 8-12 giờ. Bạn có thể sử dụng bình giữ nhiệt khi bạn cần pha trà, cà phê, sinh tố hay nước nóng để uống, bình giữ nhiệt giúp tiết kiệm thời gian vì luôn có sẵn đồ uống thơm ngon để thưởng thức. Khi đi chơi xa hay đi làm bạn có thể mang nước nóng hay lạnh đi theo rất thuận tiện. Đối với gia đình có trẻ nhỏ thì việc có bình giữ nhiệt để có nước ấm pha sữa cho bé là điều rất cần thiết. Ngoài ra nhà có người già không may nằm viện cần tiếp nước ấm thì bình giữ nhiệt là giải pháp hoàn hảo nhất. 3. Quà tặng ý nghĩa. Bình giữ nhiệt khá thân thuộc với các hộ gia đình. Vì vậy, bạn có thể dùng nó như một món quà ý nghĩa để tặng người thân và bạn bè. Ngoài ra, với thiết kế nhỏ gọn xinh xắn bình giữ nhiệt sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất